Lê Lộc tên đầy đủ là Huỳnh Lê Lộc sinh ngày 8 tháng 1 năm 1995. Là một nữ diễn viên trẻ triển vọng của sân khấu kịch Phú Nhuận. Cô là con gái của nữ diễn viên Lê Giang và nam diễn viên Duy Phương. Tuổi thơ của Lê Lộc là những ngày tháng buồn tuổi khi chứng kiến cảnh cha mẹ cơm chẳng lành canh, chẳng ngọt cha của lê lộc không ít lần đánh vợ vì ghen tuông để đến lúc cả hai phải chia tay lê lộc là một nữ diễn viên trẻ đang lên của sân khấu kịch phú nhuận cô còn đã tham gia diễn hài đóng phim truyền hình là con gái của diễn viên duy phương nổi đình đám cùng với nghệ sĩ ưu tú bảo quốc nghệ sĩ nhân dân hồng vân Lê Lộc đã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ bố và mẹ là nghệ sĩ cải lương Lê Giang. Vai diễn đầu tiên của Lê Lộc là một vai không thoại. Đó là khi cô chưa được 5 tuổi, ba cô tổ chức lai sâu, trong đó có tiểu phẩm mà cha cô đóng người chồng. Nữ diễn viên Việt Hương thủ vai người vợ con Lê Lộc và anh trai của mình thủ vai hai đứa con không muốn bố mẹ chia tay lê lộc không cần diễn quá sâu vì tâm trạng của nhân vật mà cô diễn cũng chính là tâm trạng mà cô đã từng trải qua ở ngoài đời thực nhờ vai diễn này duy phương đã quyết định cho con gái đi diễn nhiều hơn nhưng lê lộc vẫn khá sợ mỗi tối ba đi diễn thì cô đều xin đi theo nhưng chỉ muốn ngồi trong cánh gà nếu bị ba bắt diễn cô bé lại oà khóc. Từ bé, Lê Lộc đã khá ít nói và trầm lặng. Ký ức của thời thơ ấu Lê Lộc dường như không bao giờ muốn nhắc lại. Đặc biệt là khi nhắc tới ba mẹ thì nữ diễn viên đã cảm thấy chạy lòng rồi. Lê Lộc từng chia sẻ, cô đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng lại chưa có một tấm hình chụp chung với gia đình điều đó lại càng khiến cô cảm thấy buồn. Nhưng Lê Lộc không bao giờ trách móc ba mẹ vì cuộc đời không được suôn sẻ. Chỉ còn cách là chấp nhận mọi thứ. Trong chương trình Sao nối ngôi phát sóng lúc 21 giờ trên kênh TSVL1, Lê Lộc là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi. Các thí sinh sẽ thể hiện khả năng của mình ở thể loại hài kịch ca hát cải lương để ủng hộ lê lộc danh hài duy phương và nghệ sĩ lê giang đã tái hợp trên sân khấu sau nối ngôi đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con gái điều đó đã không chỉ gây xúc động cho các thành viên trong gia đình cô mà còn khiến khán giả tại trường quay và truyền hình phải xúc động danh hài duy phương chứng kiến sự nỗ lực và thành công mà con gái đã đạt được khiến ông cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi ba lê lộc mở quán hát khắp nơi trong qua ba ông đều treo ảnh của lê lộc đặc biệt là bức ảnh sao nối ngôi facebook leloc.suynx